là vui sướng và bất ngờ. Tại vì mình không biết là một trường cao đẳng nhỏ như thế này, tại sao lại tập đoàn Trung Nguyên lại chú ý đến và đến để mà tổ chức. Và đó là sự vinh hạnh cho cán bộ của trường và vinh hạnh cho tất cả các bạn sinh viên. Và qua chia sẻ của các khách mời thì mình có thêm được rất là nhiều những cái động lực, những cái quyết tâm để mà có thể là khởi nghiệp trên cái con đường của mình. Tất cả những khách mời đã chia sẻ những câu chuyện để từ đó chúng em khi còn đang là sinh viên, chúng em có những động lực các em chúng em nhận được nữa, để khi mà ra trường thì chúng em có sức mạnh, dám nghĩ, dám làm, tự tin khởi nghiệp, tự chủ cho chính bản thân mình. Tiên vẫn rất là hạnh phúc khi là một phần của hành trình tổ chức bởi tập đoàn Trung Nguyên Legend, vì được biết là hành trình đã đi suốt chiều dài chữ S của đất nước, và đặc biệt hơn nữa là 5 quyển sách trong tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đích thân lựa chọn có một ý nghĩa rất là lớn lao với mình, đặc biệt là mình cũng đang là một người trẻ, cũng là một sinh viên sắp ra trường. Thì những quyển sách đó như những quyển sách gói đầu là những kinh nghiệm và bí quyết để thành công cho tương lai. Và mình rất là cảm ơn Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, và cảm thấy đó cũng là một phần trách nhiệm đối với những người trẻ như mình, để có thể cùng nhau chung tay lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp như thế đến với cộng đồng. Anh rất hân hạnh được tham gia chương trình Hành Trình Đến Từ Trái Tim, bởi vì đây là một dự án vì cộng đồng và có lợi ích rất là lớn đối với những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ mà không sống ở thành phố, ở vùng sâu, vùng xa, những hải đảo. Khi mà cùng team đã đưa đến những cái cuốn sách rất là quý để giúp các bạn có được những cái kiến thức, cũng như là để khơi nguồn lên những cái đam mê, những cái khát vọng của các bạn, thì biết đâu đấy sau này các bạn sẽ trở thành những cái thiên tài của đất nước, và chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào sự đổi mới cũng như giàu mạnh của đất nước với những cái thiên tài này.